Rồi, hôm nay chúng ta học tiếp di thức ha. Nhớ di thức chứ không có ngủ nha. Hay ngủ thức dậy nha. À thì cái việc học di thức xong cái gì mới thấy có những câu nói mà mình mới nghe á hoặc là mình chưa học di thức mình nghĩ nó trúng. Nhưng mình học rồi thì thấy nó nó, nó trớ quá à? Giống thường người ta nói ờ ừ, tôi bây giờ tôi không có đi học làm gì học chứ chứ nhiều ở nhà tu tâm mà đúng không có nghe câu này đúng không đó rồi bây giờ cái vị học di thức rồi á tu tâm và tu có tâm nào ở đây bác thức tâm hương và tu có tâm nào ít nhất phải hiểu cái, cái tâm nào nó như thế nào giống như cái a à, lại gia thức á thì lúc này chúng ta phải xác định là ai là lại giải thức là cái này là trước sau chúng ta tu là phải trở về cho được cái chỗ đó là cái điểm đó là điểm cuối cùng của mình còn chúng ta đang học mạt na thức là cái tính của nó là cái gì chấp ngã mà cái này tu á tu tâm á là tu này nè nó tu có thằng mạt na này nè làm sao quán chiếu để hiểu cho được làm vạn vật trên đời này nó là gì vô ngã mà vô ngã là uh, vô ngã và ngu ngã sở trên đời này chúng ta khổ chỉ có hai thứ này mà thôi thì rõ ràng chúng ta tu là tu bằng mặt na nè. còn tu thằng nào nữa thằng ý thức quý vị sẽ học tiếp theo mà ý thức nó có ba cái đặc điểm ba cái tính đó là tánh cảnh đỡ chất cảnh và đọc ảnh cảnh nhằm ý thức là cẩn thận tánh cảnh có nghĩa là khi mà cái ý thức nó phát sinh được á cái con mắt á nó tiếp xúc với ở ngoài nó xanh có nghĩa là cái ý nó nó cộng tác với vật chất nó xanh được cái ý là là tánh cảnh đầu tiên nó có ba cái cái cảnh của nó cái thứ hai đớ chất cảnh có nghĩa là cái ý thức chúng ta nó không có cần liên kết với vật chất gì cả mà nó ngồi vậy đó mà nó nhớ những cái chuyện quá khứ rồi nó có thể là tưởng tượng được những cái chuyện trong tương lai đó là do thằng ý thức gọi là đỡ chất cảnh của thằng ý thức cái thứ ba của thằng ý thức đó, này phải tu nè là đọc ảnh cảnh là cái thằng ý thức này nè, nó ngồi nó suy nghĩ ra đủ thứ hết rồi nó bài ra đủ thứ thằng thánh này do cái thằng ý thức này bày ra không sai trái là do cái thằng ý thức này, này. bây giờ mình tu luyện mình chuyển đổi cái ý thức cái thằng đọc ảnh cảnh này cái vị coi lại đi cái câu chuyện mà tây du ký á trên thực tế là có cái gì chỉ có tâm tạng đi thánh kinh thôi à đi qua ấn độ thánh kinh thôi à nhưng mà qua đọc ảnh cảnh của Ngô Thị An Ông mới nói tâm tạng đến mình buồn lắm Ông mới vẽ ra ai Bác giớ xe tăng tâm tạng Rồi người ta mới viết những cái, cái, cái cuộc đánh với ma quỷ này nó cứ vị thấy ông nó diễn thành phim Mà chúng ta không học cái đọc ảnh cảnh của thằng ý thức này đó Thì chúng ta cứ nghĩ đó là sự thật không mà trên thực tế không có tay du ký Không có tờ thiên Bất giới xe tăng trong này Nhưng mà do đọc đầu ảnh cảnh của ông Ngô Thì ăn ông viết là Còn cái vị, vị thấy Trong cái cuộc sống hiện tại Cái vị thấy đọc đầu Đọc ảnh cảnh rất là nhiều Có nghĩa là khi mà khoa học chưa phát triển những năm về trước mà Việt Nam chúng ta ở trong cái cái, cái, cái chưa văn minh á, chúng ta cứ quan niệm là mỗi lần mà mà sắm xét á, thì do ai thằng xét không á chứ sách búa quýnh chọn chọn xuống không á chứ nhưng mà bây giờ khoa học nó, nó nó phát minh nó cho mình biết đó là gì cái hiệu ứng của hai điện âm dương nó gần nhau nó xẹt lửa mà vậy đó mà do ai đọc đầu ảnh cảnh của ông cố nậu gì của ta đó cái ông nào hồi xưa ông có bài ra do tự, do gọi là có ông thằng chớp á rồi ổng có truyền lại cho đến mình nó ở à, mỗi lần mà sắm chớp và là, là có thần nhưng mà có có đâu rồi cái bị thấy là hà bá dưới nước mỗi lần mà ai mà tắm mà vô cái vị trí nào đó cái bị chết cái mà nói hà bá bác à nhưng mà giờ khoa học nó xác minh rõ ràng là khi những cái dòng nước nó 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 nó, nó chảy nó đối lưu của nhau á thì nó hay bị cuốn mà chúng ta tắm mà nó rơi vào trị đó thì nó bị cuốn đi vậy thôi chứ con hà bá nào đâu nên có câu chuyện mà cái cái bà 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 làm cái nghề gọi là thầy bói á bà mỗi năm á là bà cứ đem một cái người nữ mà còn tin đó gọi là cúng cho hà bá thì bữa có một lần đó ông quan này ông, ông 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 học kinh hay sao ông biết ông nó không có ông hà bá nào cả nhưng mà ông có nói cái bà này thì cái cái bữa lễ đó bà ra lễ bà làm lễ bà nói để bà dưng cái cô thiếu nữ này cho cho hà bá thì phải có mặt ông ông quan đó mới được thì ông quan ông nói bữa đó ông ông kêu uh, lính của ông á tới nói cái bà hà bá đó đó cái bà bà thầy bói á là tôi có việc tôi tới tới chậm bà đợi đi thì bà nói đâu có được Tới cái giờ này Hà Bá lên là mình phải giao cái người nữ nó mới được Thì cái người tùy tùng là Cái người lính là mới chạy gì nói với ông quan vậy Thì cái, ông quan ông nói vậy Thì bắt cái bà thầy bó đó Quăng xuống cho Hà Bá nói chuyện với Hà Bá trước đi thì lúc mà khi mà bắt bả là để bà hỏi làm gì nó quăng bà xuống nói chuyện với Hà bá nói là ông ông quan á nói với bà đó từ từ ông tới rồi nói chuyện sau thì lúc đó bả mới quảng hồn và nói đâu có hà bá nào đâu bả cũng đâu có quen của hà bá gì đâu mà theo cái cái truyền thuyết rồi cứ ờ à, bả cũng ra niệm chú này kia nọ chứ có nói chuyện của hà bá được cái đâu thì điều đó cho cái vị thấy là đa số là thằng thánh nha là do gì đọc ảnh cảnh của chúng ta bày ra không một cái cục đá mà bị mà nó, nước mà nó 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 làm láng o á rồi tưởng đâu là ha là chứ nhìn trên cái bầu trời á những may rồi mà nó làm đến cái tượng này kia nọ chúng ta cứ nghĩ phật không mà những cái ấn may đó lúc nó làm con chó sao ta không nói nó làm con gà con vịt sao ta không nói nên xin thưa quý vị ờ, nó là nhìn thấy cái hình phật này kia nọ đâu xin không quan tâm không có hiện thực đi nữa cũng không có không, không có gì mà để nói còn cái chuyện may nó muốn hiện cái gì đó nó hiện nó hiện ra nhiều cái thứ khác mà do chúng ta không có thích cái thứ đó nên chúng ta không có thấy nó còn chúng ta trong cái đầu chúng ta quen thích đức phật nên nó có cái hình tượng tượng giống như đức phật là chúng ta cứ nghĩ phật hiện không à là do nào cũng đọc ảnh cảnh bày ra không à nó thẳng thừng ra thì đạo phật là đạo gì dám nói không mà gần như chỉ có sư mới dám nói à đạo phật là đạo vô thần đúng không chắc chưa sẽ chứng minh cho con biết nè đúng con phản biến là đúng thôi à đức phật mình là gì con người hay là thằng con người <laughs> người giáo chủ của mình, giáo chủ đạo Phật là con Ngư. Đó, bắt đầu mới lòi ra nè, nó mới lòi mới hay nè, cái này đó bữa trước sẽ đi bữa cái từng vừa rồi đó sư đi tu bên kia sư mới giật mình chứ. Buổi sáng á sư trình bài kinh Liễu Nghĩa là ý nói là không có thần thánh gì cả. Mọi chuyện trên đời này do con người chúng ta tạo thành Mà về, buổi chiều của các ông sư huynh của sư Ông trình bày kinh điển bất liễu nghĩa Mà ông trích đàng hoàng nha Những cái bộ kinh đó Đức Phật nói trong cái bộ kinh A Hàm Tăng Chi rồi đó Rõ ràng luôn Ông trích ra đàng hoàng là Đức Phật nói là có tế thần Trình bày rõ ràng làm sao quý vị không nghi được Sư muốn hướng dẫn cho cái vị nhận thức Làm sao đừng có sự mâu thuẫn trong đó Quý vị muốn không mâu thuẫn Quý vị học cho được Đức Phật có Học cho lý Đức Phật có tứ gì Bậy à Tứ đế học chi Tứ tất đàn Trời đất ơi ừ. là phải nói là chúng ta là phải là một người phật tử mà thần thành ngoan phải giống gì tiên bà bà phải giống gì thấy dám giỏi nghĩa là sao Cái ông thấy dám ông vua sáng thức dạng, Ông nó thấy dám một cái là ông thấy dám phải biết mới thức dậy phải đem nước cho ông rửa mặt ông không hề kêu thấy dám mang nước đâu ông nó thấy dám hai từ thôi Thái giám phải tự biết là lúc này mới thức dậy phải rửa mặt Khi rửa mặt xong á, gọi là thái giám Thì biết làm gì rồi đó Rửa xong ăn cơm chứ Chứ lúc này mà mang cung tên vô là trật à Ăn cung, ăn cơm xong mà nó thái giám cái nữa là phải biết mang cung tên Và ăn xong phải đi bán Sang bán Thì cái người mà giỏi như vậy đó mới gọi là thái giám giỏi Gọi là tiên bà bà giỏi Ngư đệ tử giỏi ý muốn nói cái gì trong kinh đại bác nếu bàn gọi là tiên bà bà đó là muốn nói là các người phật tử tu sĩ chúng ta đọc những bộ kinh phật biết kinh đó thuộc loại nào trong tứ tất đà mới là các người đệ tử giỏi của đức phật chứ còn không là quý vị sẽ bị quan mang mau thuẫn giống như là nãy suy trình bày là sư nói kinh điển liễu nghĩa là không hoàn toàn không có thằng thánh mà sư huynh sư trình bày chích trong kinh điển đàng hoàng cũng chính đức phật nói mà có thằng thánh thì phải biết là ông sư huynh sư ông trình bày thế giới tất đàn là biết làm sao không thế giới tất đàn có nghĩa là cái kinh này đức phật nói chơi vậy thôi à vì cái số đông vì cái xã hội thời đó 96 đạo giáo ở Ấn Độ lúc đó đó Nó quan niệm Mọi cái hạnh phúc hay khổ đau của chúng ta Là do các vị thần cả Mà bây giờ Đức Phật Ông ra một cái Nó không có thần nào cả Thì ông sẽ thất bại Ông sẽ Nghệ thực của ông á Ngoại đạo nó tế thần Là nó tế con người Nó tế những loại động vật Đức Phật chúng ta nói Ừ vẫn tế thần nhưng mà tế thần bằng hoa quả trái cây qua được ngoại đạo nó hơn khúc đức phật vẫn sử dụng tế thần nha nhờ cái đó uyển chuyển nhẹ nhàng để mà hướng dẫn người đệ tử mình qua bên mình được chứ còn mà đức phật mà phản ngay mập tức là đức phật thất bại đó gọi là thế giới tất đàn nhưng mà trong đó cái vị phải biết cho được Đức Phật vì cái xã hội Ấn Độ lúc đó nó quá như vậy Giống như ngu dân vậy đó Bây giờ mà đưa đại học vô dạy nó biết gì không Phải dạy từ đâu Mầm lá lên Y chang vậy đấy Không thể khác được Cái vị phải học có được tế, tứ tất đàn Cái vị mới không thấy mâu thuẫn Cũng chính Đức Phật nói Đó là thế giới tất đàn Giống như cái câu chuyện mà nãy sư nói đó Ông sư huynh sướng đang trình bày đó Là cái kinh đó là kinh gì Thế giới tất đà Thậm chí những bộ kinh giống như Tăng nhất A Hàm á Mà đưa cho sư dạy Thầy sư cũng dạy cả đó thôi Tại Đức Phật yêu cầu là kinh Tăng nhất A Hàm Hay là là kinh A Hàm gì đó Là cái trình độ cả đó Đức Phật nói những bài kinh cả đó thôi Không được nó thoát ra ngoài cái đó thoát ra cái đó là nó phải lên cái giáo lý cao trên nữa nên cái người giảng kinh điển là phải nương vào phải biết cho được cái bộ kinh đức phật dạy cái giáo lý nó ở mức độ này còn khi mà lên học kinh điển liễu nghĩa rồi thì nó là cao hơn cái này thì bây giờ quay là vấn đề là cái vị thế giới tất đàn có nghĩa là nói như vậy nhưng mà không có kinh điển gì cả giống như bữa trước thì ví dụ á nếu là ông Phật Thích Ca ổng là người Việt ông Phật Thích Ca thành ông Phật Thích Ca Việt Nam thì nếu mà đầu năm á theo văn hóa Việt Nam á Phật tử vô chùa mấy thầy chúc lành đúng không Phật ổng gặp Phật tử cũng chúc lành không à nhưng mà chúc lành rồi con đường con sẽ không đau khổ con sẽ không à, con sẽ hạnh phúc nhưng mà cái đó có được không nếu là cái người đó không làm cá nhân Thì đó gọi là thế giới tất đàn Vì cái văn hóa Của người Việt Nam như vậy Nên Đức Phật phải nương vào đó Đó gọi là thế giới đàn Hoặc là như thế này nè Quý vị đi qua các cái tôn giáo khác Quý vị tham gia cái lễ hội này kia nọ Quý vị đừng có chống đối Khi chúng ta đã đã, 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 đã nhận định đi qua cái tôn giáo nào tham dự cái gì đó Người ta làm sao mà làm vậy Đó nó thuộc thế giới tất đàn Bắn thân nhà sư cũng vậy đi Có dịp đi qua bên mấy cha Mấy cha làm lễ hay mấy cha này kia nọ Mình cũng làm y chang như mấy cha Nhưng mà không thể thay được cái suy nghĩ của sư Chỉ qua cái hình tướng thôi Để gọi là cái cách mà xã giao với nhau vậy thôi trong đó không có cái ý nghĩa kinh điển sao gì cả. Bao giờ mà Đức Phật nói là đệ nhất nghĩa tất đàn đó, gọi là cái đỉnh cao rồi, gọi là chân lý rồi không thể sửa được. Gọi là mặt trời là phải nóng, tuyết là phải lạnh. Đó là đệ gọi là đệ nhất nghĩa tất đàn. Thì rõ ràng đệ nhất nghĩa tất đàn là nó sẽ ngược lại thế giới tất đàn. Đối trị tất đàn là thì cái đối tượng giống như cái người mà đầy tham dục á thì Đức Phật không thể đưa cái gì, cái pháp môn tu, cái thuốc gì. Quán từ bi được. Mà cái người mà đầy tham dục thì Đức Phật đưa thuốc gì? Quán bất tịnh. Nếu mà cái người đầy sân si, Đức Phật đưa quán bất tịnh được không? uống lộn thuốc Đưa thuốc gì Quán từ bi Nó mới trị được cái săn Đó là đối trị tất đàn Tì đối tượng mà Đức Phật đưa cái thuốc khác nhau Còn cái uh, thế giới đàn Vị nhân tất đàn Là cái cái loại kinh điển này Là nó thuộc giống như là 37 phẩm trợ đạo Trong kinh của Nam Triền Đức Phật nói trong đó kinh thấp cũng có cao cũng có đại thừa xài cũng được tiểu thừa xài cũng được đó gọi là vị nhân tất đạt ha làm ơn làm phước sau này cái bị học giùm cái này chứ không cái bị không học cái này đó là gần như cái bị thấy mâu thuẫn không ông giảng sư gặp ông hòa thượng này là ông bác hết không có cầu nguyện mà gặp cái ông giảng sư cái này ừ muốn ấy là phải cầu nguyện đi con à phật bồ tát gì rồi mới cứu được thấy mâu thuẫn chưa nếu mà cái học được tứ tất đàn là biết cái ông mà ông biết cầu nguyện là ông giải gì thế giới tất đàn còn cái ông hòa thượng hồi nãy ông nói là không có cầu nguyện cái này là muốn có kết quả là mình phải tự làm là đệ nhất nghĩa tất đàn có thấy mâu thuẫn không không, cái giáo lý, cái, cái 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 giáo trình của đại học không bao giờ giống cái giáo trình của cấp một. Có đấy không có gì lạ hết. Mà gần như ít có ai mà để ý cái kiểu mà 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 thấy cái nền giáo lý nhà Phật nó có hệ thống như vậy. Gần như vị nào cái trình bài theo cái cái kinh của mình thôi không có mở ra cho cái thính chúng mà ta biết rằng là mình đang trình bài kinh đó đó nó đang ở cái mức độ nào nên cái vị thấy đa số sư mà trình bày bất cứ bài kinh nào á sư phải vô trình bày cho được ngũ thừa Phật giáo cho người ta biết rằng là chúng ta đang học bộ kinh này nó thực có thừa cái thừa nào để cho thính chúng nhận biết cho được là muốn học kinh này là phải nhận biết cái, cái trình độ cỡ nào dạng như học kinh Di Ma Cật hay là kinh Chứng Đậu Ca là không có cái chuyện mà cầu nguyện dân sinh trong đó ôm cái đó là vô học cái đó không bao giờ được nên làm sao mà cái vị ra những cái lớp này là cái vị có được một cái, cái kiến thức tương đối là thông suốt cái giáo lý nhà Phật mà cái vị nhận thức như vậy đó đặng cái vị thấy như bản thân nhà sư là gần như sư không bao giờ coi thường những vị tăng vị ni nào cả nó pháp cả Nhưng những cái này là sư nói kinh điển liễu nghĩa không bao giờ sư coi thường những vị sư mà là dạy những cái phật tử mà cầu nguyện dân sinh là tại vì những vị này đang dạy cái đối tượng này để lâu vào chùa lâu ngày lâu tháng mới lên cái lớp này sư mới nói được hồi xưa mình cũng từ cái, cái cầu nguyện không chứ đâu Bây giờ lót tót rồi cũng bò lên tới đây thôi hà Nên Rõ ràng khi chúng ta hiểu thông như vậy Chúng ta không có bài bác ai được hết Mỗi vị giáo thọ Vị giáo sư Thì cái nọ trình bổn phận trình bày Những cái kinh điển khác nhau Nhưng mà mong làm sao là cái vị phải Trình bày cho thính chúng Mà ta nhận thức cho được Chứ không mà vô mà không giới thiệu uh, Ngũ thừa hay là tứ tất đàn á các người nghe không biết nếu mà cái vị cái nói chung là phật tử ở ngoài cái vị không có thời gian cũng không có cơ hội mà nghiên cứu kinh điển mà nó thông được đâu mà gần như cái vị nghe các vị nào trình bày là cái vị nghe giống như nó mù mù thì chứ không biết nó ở cái cái trình độ nào mà không biết cái trình độ đó cái gì nữa mà các người muốn giảng bộ kinh đó là phải trình bày khi mà nó gọi là uh, ở cái giai đoạn là là giống như nhân thừa là tú gì tam quy ngũ giới tu thiên thừa là tú gì thập thập thiện là thăng tam khẩu tứ ý tam ai mà tu cả dòng ông giáo quý bị vô cái hậu trường nào cũng được nhưng mà vô bất chợt khi cái nọ vô cuối kỳ cũng được mà nghe ông ông giáo sư đó ông cứ nói cà dòng cà dòng mà tu thân khẩu ý thân khẩu ý là biết ông này ông trình bày gì đó đó phải có kiến thức như vậy hoặc là cái vị vô gặp một cái hậu trường nào đó cái vị vô bất chợt thôi cái vị đó ta trình bày ở tứ diệu đế thập nhị nhân duyên nếu mà nó liên quan tới Diệu đế là đang học cái gì? Thinh văn thừa hay là 37 phẩm trời đạo á nó nằm thuộc thinh văn thừa. Còn ông cái cái vị đang giải 12 nhân duyên là tu cái gì? Duyên giác. Mà cái vị đó đang trình bày lục độ ba la mật. Bồ Tát Phật đấy. Rõ ràng là cái nền giáo lý nhà Phật của chúng ta là nó có hệ thống đàng hoàng. để giống như cái giáo dục ở ngoài vậy đó. Chứ nó không có không không có không phải là giống như là chỉ có ăn chay niệm Phật không đâu giống như cái bà hồi nãy mà bác nói thôi ở nhà tu tâm là được rồi á quan trọng là mình cái tâm nào tu là rõ ràng chúng ta học cái 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 một thằng mạc na thức ha là rõ ràng ở trong đại thừa bách pháp nguyên cái đại thừa bách pháp đó chỉ trình bày có một câu kệ duy nhất thôi đó cái vị đọc kinh sách cũng vậy nữa à đừng bao giờ đọc nhớ nhiều giống như kinh pháp hoa khi biết dạy về cái gì không hả à? nói dài quá ngắn kể nữa coi tri kiến phật rồi bây giờ trong đại bác nếu bàn Đức phật dạy về cái gì Nói dài dữ lắm đọc sách cũng vậy đó sách nó dài cỡ nhầy không cần thiết đọc hết nhớ dài ý trong đó thôi nếu mà học đại bác niết bàn là phải biết các pháp thần là các phật tánh của mình đó. còn pháp hoa tri kiến cũng là các phật tánh của mình nhưng mà dùng cái từ tri kiến còn nếu mà trong kinh viên giác á trong đó dạy dùng cái từ gì đó không như lai viên giác diệu tâm là cũng chỉ cho cái phật tánh của mình nó, nói chung là đọc sách chúng ta phải biết thì nguyên đại thừa bách pháp nó chỉ giải quyết có một vấn đề thôi như thế tôn ngôn nhất thiết pháp gì có ngã ồ vô ngã hả nhất thiết pháp vô ngã mà gần như chúng ta thấy có ngã không nó có ngã nó mới có chuyện đấy chúng ta học di thức là cái, cái, thằng ngã đó là chúng ta đang nếu mà vậy là chúng ta để ý cái thằng mặt na này chúng ta khổ là cũng vì thằng mặt na này mà chúng ta tu tập cái di thức chúng ta biến thằng mặt na thành cái gì cái thằng này nó không có bình đẳng thì bây giờ mình biến nó thành cái gì bình đẳng tánh trí nhớ nha bác thức trở thành là tứ trí không hề cầu nguyện chỉ vị có đọc di thức có cái đoạn là cầu nguyện không à kiếm đi Quý vị cầu nguyện ha. Quý vị chữ vậy ha đâu sư giờ chữ bình thường rồi chữ bỏ chữ bỏ cho thôi à cầu nguyện là uống thuốc gì thuốc giả đấy mà thuốc giả chắc chắn là không có bất bệnh vậy thôi à Rõ ràng quý vị hiểu vô lý đấy Không có làm cái nhân gì hết đấy Giống như cái bà kia bà vô chùa chứ bà, bà cúng con trái chuối có Mấy trái chuối, mấy trái nho à Bà ngồi bà cầu nguyện mấy tiếng đồng hồ vậy đó Ông sư đệ sống chịu không có nổi Ông ở sau quan âm á Mấy huynh đệ ngồi sau ông nhảy tới Ông nói cúng gì có một chút mà cầu nguyện dài quá chúng ta không làm một cái nhân nào cả mà chúng ta cứ đi cầu nguyện không à. uống thuốc giả không đói mà cứ vẽ ra bánh vẽ đó rồi cứ cứ ngầu đó cứ no bụng không à tỉnh đi chứ không là uống cái thuốc an thần nó uống hoài nó cảm giác nó 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 phê phê nhưng mà không có kết quả đâu còn khi cái vị đã nhận thức kỹ rồi cái vị làm cái nhân rồi có cần cầu không ạ à? có cần phật trợ giúp không ạ à? thấy chưa ngon lành chưa mà đó là cái 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 giáo lý xuyên suốt cái nền giáo lý nhà phật mà cái này là cái chân lý của vũ trụ này. khó chịu lắm không ưa bệnh quản cầu nguyện cầu nguyện cái này cái kia được chứ có được nhưng mà hên hên xui đấy nhưng mà không phải hên xui dùng hên xui ở đây có nghĩa là trúng nhưng mà cái đó nó xảy ra là do cái gì do cái nhăn hồi xưa cái bị gieo bây giờ cái bị cầu nó nó ngay cái lúc mà nó chín nó rụng vậy thôi hà nhưng mà ở đời nó lạ lắm cầu nguyện 10 lần trúng con lần à rồi cứ nghĩ bà cho không, Phật cho không Còn chính lần trặc kia không chịu khai ra Nó lạ đời Cái gì mà cái lợi cho mình Nó là mình chấp nhận à? Không có không có dần Không có cần dùng trí tuệ miếng nào cả Nghe anh xin thưa quý vị Xác định rất là kỹ Đâu có chuyện cái lớp này Sự bảo đảm trong cái lớp này Không có mấy người ưa sư đâu không có ưa cầu nguyện ngon lành quá mà phản cái kiểu đó làm sao trời thằng tài thờ ngon lành lắm có nhiều người phật tử sư nói uh, nghe sư tới là là cái chuyện mà sư giảng kinh này kia nọ là bác thằng tài thủ địa ở nhà thờ ngon lành lắm mà nghe sư tới là đêm thằng tài thủ địa có ông sư tới làm ơn vô trong xó nấp giùm thỉnh mấy ông vô ông đó ngồi né giùm mỏng đi rồi ông về xong rồi mời thôi xong rồi sắm hối ông mời ông ra ngoài bỏ không có nổi nó ghê vậy đó chứ không có dễ đâu rồi ok con đặt câu hỏi uh -huh. đúng rồi Cỡ như tu mà cỡ như là nhân thừa, thiên thừa Thì con quy định coi Nhân thừa là tu gì? Tam quy, ngũ giới Nó có liên quan gì cái ý không? Nó có liên quan gì với thức không? Gần như chưa có để ý nhiều Hả? Đó là con lý luận thôi Chứ còn bây giờ tam quy là quy phật quy pháp quy tăng trên cái sự nó là vậy thôi có nghĩa là mình trở về nương tựa với phật trở về nương tựa với pháp trở về nương tựa với tăng tại vì con học cái lớp này rồi con cũng là người cư sĩ tam quy ngũ giới nhưng mà con được học thêm cái giáo lý này nữa con mới suy si tư ra được cái chuyện mà có cái mạc na thích cái chỗ nào chứ có người mà mới tin á người ta chưa biết ờ à, về nương tựa phật về nương tựa pháp dựng ta là tăng là xong rồi đó tam quy rồi ngũ giới là giữ cái giới thứ nhất là không có được giết người thứ hai là không được sắc xê. thứ hai trộm cớp thứ ba tà hạnh thứ tư nói giới năm rượu thì xong người ta không có hiểu gì tới cái chuyện mà cái ý rồi cái mạc na là cái gì đâu nhưng mà khi cái vị tu lên cái dạng như bồ tát thừa phật thừa đấy thì cái đó là gần như là muốn đoạn cái cái mạc na thức này phải chuyển từ cái mạt thằng thằng mạt na thức thành cái gì bình đẳng tánh trí thì từ cái bồ tát đổ lên có thể là thanh văn nếu mà thanh văn thì suy nghĩ cũng chưa có thể 37 phẩm trời đạo thì gần như cũng có thể làm bấm mé vô trong cái liên quan tới thần mặt na được rồi đó nhưng mà liên quan tới bồ tát và phật đó, thì tiếp cận cái này được thì cái đoạn phía sau này nè Quý vị thấy này đây con hỏi là trúng luôn nè cái câu quay lại cái vấn đề này lại câu chị lại cái câu kệ ha hữu phú vô ký tánh có nghĩa là cái thằng mặt na này nó hữu phú vô ký còn cái thằng a là da là cái gì vô phú vô ký là nó nguyên thủy của nó nó không thể hấp thụ cái nào được hết vàng bốn số chín bây giờ cái việc có đổ cái gì vô nó cũng hấp thụ được còn cái thằng mà mặt na này đó sự ví dụ giống như thằng cái thằng à, à, a Lại gia nó giống như một ly nước trong, cái thằng mạt na này nó giống như một ly rượu, thì cái quý vị thấy cái độ trong của cái ly rượu và ly nước trong nó giống nhau, nhưng mà cái người mà uống cái ly nước tất cả uống ly nước đó, thì không có chuyện gì xảy ra, nhưng mà có những người ta không uống rượu được mà ta uống ly rượu đó thì coi chừng có vấn đề. thì cái thằng mặt na này nó là hữu phú vô ký Mình nhìn ở ngoài thì nó gần như hiền thiện Nhưng mà cái tánh của nó Cái bản thể của nó đó Thì nó là hữu phú Nó không có thiện Là nó chấp ngã chấp pháp á Nó nặng nề cái đó Thì đây này hữu phú vô, vô ký tánh Kháng khích A à lại gia Quý vị nhớ ha Cái thằng mạc na này nè Hồi bữa trước nói rồi nó giống như là cái uh, cái đĩa cái cái gì đó cái cái băng băng quay á còn sáu cái thằng sau á ý thức nè thằng nhãn thức nhĩ thức tỷ thức thiệt thức thân thức ý thức á giống như là sáu cái ống kính quay sáu ống kính là nó quay sáu hướng thì sáu ống kính này nó thu vào đâu nó thu vào ở trong thằng mặt nha thằng mặt na đây ví dụ giống như là cái 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 đĩa hay là cái băng vậy đó thì khi mà nó quay rồi thì nó làm gì nó đem cái thông tin đó nó cắt cái đâu a à, lại da thằng ai lại da bữa hưởng mình học rồi là nó là cái gì cái kho cái kho chứa cái này để ý ha cái này mình học chi thức mình mới để mình xử lý những cái vấn đề nó sai lầm của mình Ví dụ như bây giờ sư nghe cô Bình Cái cô này sư quen biết hồi trưa rồi Những năm gì trước rồi Thì cái mặt na của sư nó quay hết lại Nghe người ta nói về cô Bình Nó quay nó cắt rồi Rồi sư nhìn thấy cô Bình Con mắt của sư nó tiếp cận Rồi nhãn, nhĩ, tỷ chưa có, chưa có nếm Cái này nó không có dính <laughs> Tỷ thiệt Thăng, thăng có thể là xúc giảm thì mình xúc giảm như thế nào đó nó cũng thể nó quay cái thằng mặt na nó giữ nó đem nó cắt vào trong mã Gia thì bây giờ những năm 10 năm về sau khi cô bình nó có tới người ta nói ừ, cô tên cô bình thì ngay lập tức cái thằng nào của sư nó vào trong a là da trong thằng a là da lấy ra thằng ý thức ý thức nó chạy vào ở trong thằng a là da nó lấy những cái thông tin mà của thằng Mạc Na nó cắt trong đó đó Nó đem ra nó sẽ đưa kết quả Thì quý vị thấy nó có chính xác không? Không Cái này là cái <laughs> Cái này là cái mà người ta giải quyết vấn đề nó không có khoa học Cái cô Bình đó đó Hồi xưa của Sáu Nhưng mà bây giờ của tu tập của tôi những cái mà sư nhìn thấy hồi xưa Nó chưa thay đổi Nhưng bây giờ nó thay đổi rồi thì chúng ta học mạc na thức Là chúng ta cẩn thận chỗ này Khi thằng ý thức mà nó lấy những cái thông tin Một con mạc na nó gọi là A kháng kích A lại gia Có nghĩa là thằng mạc na này Phải liên kết ngay với thằng A lại gia Để nó mới lưu cắt được những thông tin của nó Thì quý vị để ý chỗ này khi mà nghe cô Bình đó, thằng ý thức sinh nó chạy trong na lấy ra Thì quý vị phải kết hợp với bây giờ những thông tin bây giờ thằng Mạc Na của sư nó quay về của Bình như thế nào Gần đây sư nghe của Bình ở của tu rất là tốt của tụng kinh tốt của hiền của thiện Hoặc là cái sự việc đó nó xảy ra nó khác hồi chưa? Lấy thông tin trong A Lại Gia ra kết hợp với thông tin hiện tại Thì đưa ra cái vấn đề giải quyết khoa học không Chính xác không Chính xác còn nếu mà chúng ta chỉ lấy cái thông tin từ mặt na ra không á không kết hợp với mặt na nó đang nó đang quay bây giờ nữa đó thì gần như chúng ta sai lầm lớn đó cái vị để ý làm gì chúng ta xử lý những cái vấn đề mà khi chúng ta ai nhờ chúng ta giải quyết cái vị đừng bao giờ cho là cái kiến thức của chúng ta hồi xưa chúng ta học được bây giờ nó chính xác nhất là cái khoa học là chỉ cần trong tích tắc là nó sẽ thay đổi ngay lập tức Đó quý vị coi lại đi Quý vị lớn tuổi biết rồi đó Hồi xưa là gần như những cái bây giờ là hồi xưa không có, có. Mà chúng ta ấp ủ những cái tư tưởng hồi xưa bây giờ không cập nhật với bây giờ Thì quý vị đâu có biết bây giờ được Nên phải kết hợp những cái mà hiểu biết Cái học thức chúng ta trong quá khứ rồi cộng với bây giờ chúng ta khoa học phát triển bây giờ chúng ta phải cập nhật với nó thì chúng ta mới đưa ra cái nhận thức và cái giải quyết vấn đề nó mới trong sáng vấn đề đó. còn gần như ở ngoài đời người ta giải quyết chỉ có cái cách duy nhất là đi vào trong trong Al a la gia lấy ra là đưa quyết định ngay lập tức cái này hên xui có lúc trúng lúc không lúc trúng lúc không là cái bà bình đó hồi xưa bà ấy chang bây giờ không có thay đổi gì hết thì nó đưa ra là bài này xấu là đúng rồi Nhưng mà nó sẽ chặt khi bài này thay đổi Vấn đề trên cuộc đời là cái chỗ này Chúng ta thất bại giữa cuộc đời là cái chỗ này Chúng ta giải quyết vấn đề không khoa học Không có văn minh Không có chính xác là từ cái chỗ này Chúng ta không để ý từ cái, cái mặt nào này thì các bạn thấy rõ ràng là kháng khích ai lại gia có nghĩa là ai lại gia là cái nơi mà để nó lưu trữ gìn giữ những cái thông tin của mặt nai lưu trữ a la hán diệt định đấm sức thế không còn nhớ ha ba cái vị trí này thì thằng mặt nai là mất giống như câu hỏi hồi nãy con hỏi đó là bao giờ thì cái địa vị nào thì các mặt nai là mất thì trong ba trường hợp một là cái vị đó chứng a la hán thứ hai nữa là cái vị đó đạt đến diệt tận định và cái thứ ba là sức thế là giống như đức phật của chúng ta thì trong ba trường hợp này những vị này chuyển từ cái thằng mạc na thức này trở thành thằng gì bình đẳng tánh trí thằng mạc na thức biến ngay lập tức không hề cầu nguyện nha cũng phải tu tập cũng chuyển đổi thôi mà việt nam chúng ta có cái từ gì tu là gì Tu là sữa. Được chưa? Thôi, bây giờ thì, thì cố gắng cho nó hết cái bài này. Chứ nó dậm chỗ này lâu quá. Không mà tại vì cái chỗ này sư dậm lao là tại nó có ý đồ. Nó khó hiểu. Thật sự quý vị nói thiệt á. Quý vị mà trình bài quý vị dễ hiểu á. Là sư không phải nói là không phải khen. Không phải khen mình. Chứ cái cuốn sách mà sư diễn ngạn đưa sư đọc sư còn không hiểu nhiều nữa đó. Đưa cái vị là gần toàn không hiểu á nó thiệt mà sư nhị sư, sư ăn từ sư ăn từ những cái chất đó mà sư biến nó trở thành của sư mà trình bày cái vị dễ hiểu nó là khác à. cái đó là cái bổn phận của cái người tu sĩ tăng ni chứ còn để y chang mà lấy cái cuốn sách mà đọc ra là hỏi cái vị không hiểu đâu cái đó là phải nói là đã nghiên cứu lâu ngày mà nhiều cái cái đề nhiều sách rồi mới mình mới đưa ra được nên bữa trước qua đi rồi tầng lễ tu bên kia cái thấy siêu đến mức độ mà học di thức này ở Việt Nam sập 2 năm ở đây dạy là thầy quy định ít nhất là trình bày xong cái này là phải 1 năm mà qua bên đó sẽ trình bày con tiếng hồ siêu đến mức độ đó siêu luôn á chứ nó giống y như là cái bộ kinh mà Maha Bát Nhã Ba La Mật á nó là 300 quyển mà mấy ông tổ ông làm, ông làm riết ông niếng ông nén riết á thành 200 năm 260 từ mà cái bị tụng á giống như một cái nồi nồi nồi, nồi, nồi nước mía bư vậy đó mà nấu keo là thành cục kẹo ba lớn Thì bây giờ phải cái người phải thông mới nói được Có nghĩa là bây giờ bữa trước sẽ nói bây giờ không có thời gian Sẽ chỉ, chỉ trình bày những cái điểm quan trọng mà thôi Thì trước tiên mà phải trình bày dựa trong cuốn sách đó đó Mình trình bày cho được Cái chương thứ nhất nói gì, chương thứ hai nói gì, chương thứ ba nói gì Rồi sau đó mình chỉ chọn một cái lần mặt na Thứ hai nữa là a la da. Thứ ba nữa là ba tự tánh Chứ còn mình không có thời gian Tùy cái thời gian mà mình kéo nó dài xa ra thì ở đây cái thằng mặt na sẽ kéo nó dài đó là tại vì Học di thức mục đích phân tích cho chúng thấy được cái gì Tất cả pháp vô ngã Mà nó ngã là do thằng mặt na là bày ra thôi Từ bữa nay phân tích Cái hậu quả khi cái vị coi cái vị có ngã Nó khổ đau như thế nào Và cũng phân tích cho cái vị thấy rõ ràng Cái vị tập mà vô ngã có nghĩa là đừng coi mình quan trọng gì hết á thì cái vị đến cái buổi tiệc này kia nọ cái vị sẽ hạnh phúc như thế nào khác nhau đã đã bữa trước cũng đã nói trước cho cái vị thấy đó cái, cái, khi mà chúng ta tu tập được vô ngã thì nó có giá trị như thế nào thì từ cái lý do đó mà sư mới trình bày xa ra đó thì giờ sẽ trình bày những cái thật ngữ ha mạc na trung hoa dịch là ý căn ha à, nhớ ha còn cái thức của chúng ta cái, cái thứ sáu nó gọi là ý gì ý thức nha cái mặt na này người ta gọi là ý căn là tại vì cái thằng mặt na này là cái nơi nương tựa của thằng nào thằng ý thức thằng thằng a lại gia là cái nơi nương tựa của thằng nào mặt na nhớ nha nó liên kết với nhau cái thằng ý thức đó, nó phải nương vào cái thằng mặt na cái thằng mặt na nó phải nương vào a lại gia thì từ cái chỗ mà cái cái thằng ý thức mà nó nhờ giả nó nương được đó, nó người ta gọi là ý căn dựa trên tánh tư lương tánh bắt chấp ngã để rồi sanh ngã si ngã kiến ngã mạng ngã ái đó là do mặt na bày ra mặt na là cơ sở làm chỗ nương tựa để ý thức là thức thứ sáu đó phát sinh phân biệt vì vậy có cái tên là ý căn mạc na theo thứ tự có cái tên là đệ thất thức tức là món năng biến thứ hai Sao gọi là thứ hai hay bác thức tâm phương chia thành mấy món ba món nha nhớ ha nó chia thành ba món năng biến tại vì nó là vua mà bác thức tâm vương chia ba nhóm nhóm đầu tiên là lấy có một thằng thôi là thằng a là gia nhóm thứ hai á là thằng mặt na còn cái nhóm thứ ba là tiền lục thức là nó thuộc cái nhóm thứ ba thì ở đây người ta nói rằng là tức là món năng biến thứ hai người ta gom bác thức tâm viên thành um, chia làm ba thì nó thuộc là nhóm thứ hai si lường dịch từ chữ tư lương Tính si lường của tư lương khác với tính nghĩ ngợi của tư lương phân biệt Si lường của tư lương như sống ngầm Tính toán phân biệt của tư lương như sống lượng ồ ạt lao sâu trên mặt biển Ở đây ví dụ á có nghĩa là cái mình gọi là cái 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 thằng mặt na này cái suy nghĩ của thằng mặt na đó nó có khác gì với những cái suy nghĩ của thằng ý thức hay không Nó sẽ khác người ta ví dụ nè Là cái suy nghĩ của thằng mặt Na đó Nó giống như là sống ngầm ở dưới Nó mạnh rất là mạnh Còn cái suy nghĩ mà của thằng ý thức á Giống như sống ở trên mặt biển Nó không có thâm độc còn cái sống mà ngầm ở dưới đó thằng, thằng mặt na nó vẫn suy nghĩ nha thằng ý thức nó suy nghĩ nhưng mà hai suy nghĩ là khác nhau suy nghĩ mà của thằng mạt na đó là nó thâm độc là tại vì nó bản ngã nó chấp ngã ngã si ngã mạng ngã ái nên nó là độc nó giống như sống mà sống dư 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 trong nước vậy đó còn cái sống mà ở trên mặt biển á, là cái suy nghĩ suy nghĩ bình thường của cái ý thức mà thôi nó không có ác gì cả vậy đây người, người ta ví dụ như vậy đó si ngã mạng ngã ái thức mạt na do ngã vì ngã và cho ngã là hiện hữu nhờ nó không đấy ngoài ngã ra mạt na có tích không có tích sự nào khác thì ở đây nó thêm xíu á mạt na nó có hai cái trách nhiệm một là tiêu cực hai là tích cực tiêu cực nó là gì chấp ngã ha mà chúng ta khổ là do cái chấp ngã không á Bây giờ muốn hết khổ đau là chúng ta làm sao chúng ta quán chiếu làm sao chúng ta thấy là chúng ta vô ngã là chúng ta hết khổ đau. Còn cái tích cục của thằng mặt na là cái gì? Là duy trì Nhờ cái duy trì này nè Mà chúng ta sống toàn Chúng ta học cái phần sau Nó phần ý thức đó. Cái ý thức chúng ta đó Nó hoạt động 24 trên 24 ví dụ như cơ thể chúng ta đi các cơ thể chúng ta có hai phần một là tinh thần hai là thể xác nhưng mà cái tinh thần chúng ta đó có thể là chúng ta làm việc 8 tiếng đồng hồ về chúng ta ngủ á, là cái cơ thể nó ngủ nó không có làm việc nữa nhưng mà riêng cái thằng ý thức này đó nó sẽ hoạt động 24 trên 24 nó chỉ trừ 5 trường hợp nó không có mặt thôi Thậm chí mà cái bị ngủ á, cái thân nó ngủ mà cái tâm nó còn mơ mộng á là thằng nào đang hoạt động. Thằng ý thức nó đang hoạt động đấy. Nhưng mà có năm trường hợp nó không có hoạt động. Một là ngủ sai, ngủ sai đâu có mơ mộng. Thì lúc này nó dắn cái thằng ý thức. Mà nó dắn ý thức phải nhờ cái thằng nào? Thằng mặt na này nè, nhờ cái duy trì cái mạng sống Chứ không có thằng mặt na có tính duy trì á, là chúng ta ngủ rồi khi chúng ta ngủ luôn nó đi luôn à Nó không có giữ, nó duy trì cái mạng sống Hoặc là cái trường hợp thứ hai là người ta đánh chúng ta chết bất tỉnh là Lúc đó là cái thức chúng ta nó không có, cái ý chúng ta nó không có, nó vắng mặt lúc đó Mà nhờ cái thằng mặt na này nó giữ cái mạng sống Khi chúng ta tỉnh lại thì nó là còn sống còn chúng ta rơi vào hai thứ thiền diệt tận định rồi gì nữa vô tưởng định diệt tận định và, và rơi vào cái, thì có cái cảnh trời phi tưởng phi tưởng xứ có nghĩa là những cái trường hợp này cái ý thức chúng ta nó vắng mặt mà khi nó vắng mặt này mà không nhờ mặt na nó có tính duy trì đó, là chúng ta xả thiền ra là chúng ta chết luôn chúng ta đi luôn mà nhờ cái nó nó duy trì cái đó chúng ta xả thiền ra chúng ta tỉnh lại chúng ta ngủ chúng ta thức dậy thì cái mạng sống cho nó vẫn duy trì được cái ưu điểm của thằng mặt na cái chỗ đó ha chúng ta phải biết cái thằng mặt na nó có những cái ưu điểm và những khuyết điểm nào hữu phú vô ký hữu phú nó lên tính nhiễm ô bản chất của thất mặt na a à, la hán là diệt vô sanh sát tật cái từ a la hán á là vô sanh sát tật ứng cúng cái từ a la hán dịch nó có ba cái nghĩa đó đấy là quả vị người đoạn trừ kiến hoặc và tư hoặc là người xuất ly tam giới nhớ ha này cũng có cơ hội để chúng ta co lại chúng ta tu nó trúng hay không nữa chúng ta dựa vào đâu chúng ta coi chúng ta tu trúng hay không hả dựa vào đâu dựa vào co chúng ta đoạn trừ kiết sử tới đâu nha các vị phật cũng có dựa trên cái cái, cái chương trình này kiến hoặc và tư hoặc kiến hoặc là gì tham sân si mạng nghi, ác kiến sáu cái này và từ cái ác kiến nữa sanh ra gì nữa thăng kiến biên kiến tà kiến kiến thủ với cấm thủ thì các vị phật á, thành phật rồi thì hoàn toàn mừ sáu cái căn bản phiền não và sáu cái chi mạc phiền não này ổng đã đoạn trừ hết còn các ông bồ tát á, thì đoạn trừ cái này được bao nhiêu phần trăm tám chín mươi phần trăm còn cỡ như chúng ta thì khoảng bao nhiêu Chắc mỗi người tự đánh giá ha Tham cỡ bao nhiêu Mình còn tham bao nhiêu thì biết mình nằm chỗ nào rồi đó Có khi nào nó nó âm lại luôn đấy Nó không có được không phần trăm mà nó còn âm lại nữa đấy Tham mà tham quá đáng nữa cơ Thì đó Cái đây cũng là cái cách mà chúng ta xác định là chúng ta tu tập đến mức độ nào ngoài cái đoạn trừ phiền não này cái thước này là không còn cái nào chúng ta để xác định được nữa nên cũng xác định luôn cái người mà đài phiền não nào cầu nguyện cái tụng cầu, uh, niệm danh hiệu đi phật rồi phật di đà kéo về trển được không vậy đó mà cũng làm hoài vậy thôi thuốc giả đấy học cái lớp này phải phân giùm cái đó đi đó là cái thuốc giả đó mà cái này không được bác nha học cái lớp này bác nhưng mà cái cái, cái chuyện đó nó còn để dành cho những cái, cái lớp sau lớp thấp ở dưới cái lớp này bắt buộc sư phải nói để cho cái vị thấy cho rõ là cái thuốc đó là thuốc giả để quý vị bỏ thuốc giả uống thuốc thiệt còn đến một cái đạo tràng nào mà ta mới hướng dẫn phật tử vào tu á mà sư ngầu đó mà sư bác cái này là sư sai ạ à? cái đó tùy nha tùy cái đối tượng mà mình phải đưa ra cái 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 phương án khác nhau nên gần như sư không bao giờ mà chê trách vị này nó mê tín gì đó không phải tùy vì cái vị đó nói cái đó là cái đối tượng đó cần cái gì thì chúng ta cũng từ cái chỗ đó bò lên chứ đâu rồi thôi ha